Ok, xin chào các bạn. Đây, hôm nay có một cái điều rất là đặc biệt thì mình sẽ cho các bạn xem. Đó là một lô hàng về trường con mây. Đó, cái lô hàng rất là đẹp luôn. Nó rất là hiếm khi chúng ta có những cái đợt hàng mà nó đẹp như thế này. Đó, đây là cái lô hàng trường con mây đó, mình mới đưa về. Nó rất là đẹp, rất là thẳng và dẻo, rất là dẻo luôn. Rất là hiếm khi mình gặp những cái lô hàng, cái đơn hàng, đợt hàng như thế này. Đó, rất là đều. Đây, dẻo này các bạn. Đó, dẻo này. Đó, mình có thể uốn cong bất cứ lúc nào luôn. Đó, rất là dẻo này. Đó, trường con mây nha các bạn. Đó, các bạn cũng biết rằng mây nó là một cái loại đó, rất là dẻo. Rất là dai. Hồi xưa các bạn hay chăn trâu chăn bò á, các bạn hay sử dụng cái roi mây để chúng ta đánh bò đánh trâu đi theo cái điều khiển của chúng ta. Thì nay nó đã có mây và những cái cây to và như thế này và rất dẻo để chúng ta tập luyện võ thuật, và nó là một cái loại cây được chặt từng khúc như thế này bởi một cái mây luôn, và đánh bằng chà nhám cho nó bóng lại thôi, chứ không có một cái tác động bất kỳ của đẻo hay là đục hay là tiện gì hết đó. Cho nên nó rất được ưa chuộng trong cái những cái phái võ thuật là liên quan tập luyện với trường côn đó, nhất là những cái võ thuật những phái cổ truyền hay sử dụng, là bởi vì nó có những cái bài liên quan tới trường côn rất là đẹp mắt, nó cần cái độ dẻo dai của trường côn. Cho nên trường con mây đó là một cái sản phẩm được ưa dùng, và mình nói chung mình cũng bán trường con mây rất là nhiều đó. Bạch Lạc mình cũng có bán, nhưng mà đa số khách hàng ưa chuộng trường con mây hơn. Thứ nhất là giá thành rẻ vừa phải chăng, thứ hai nó tiện lợi trong võ thuật là độ dẻo của nó, và có thể thi triển được những kỹ thuật giúp cho cái trường con nó dẻo dai đó, giúp cho những cái đòn dẻo dai đó các bạn, dẻo dai, có rất là dẻo, vừa dẻo ra vừa nó khi chúng ta đánh ra một đòn thì nó có cái độ nảy rất là tốt, cảm giác được cái đôi tay của chúng ta khi chúng ta đánh ra rất là ok đó. Mình cũng dân tập võ, tuy không được phải nói là không được ok nhất, không được giỏi nhất, nhưng mà mình cũng đủ cái trình độ đó, đủ cái khả năng để mình cảm nhận được cái trường côn nào là tốt, trường côn nào là không tốt, và cũng như là những cái loại binh khí về tập võ thuật hoặc là những cái dụng cụ võ thuật đó nào mà mình cảm thấy nó ok thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn, giống như mình đã trải nghiệm trước thay các bạn mua về, các bạn trải nghiệm, mình trải nghiệm trước xong mình sẽ chia sẻ lại các bạn với cái giá tầm trung thôi. Mua những cái sản phẩm mình sẽ sử dụng những sản phẩm giá tầm trung, còn những cái sản phẩm mà giá trên trời thì đương nhiên nó sẽ chất lượng rồi, đúng các bạn. Những cái sản phẩm ví dụ như hàng cao cấp thì đương nhiên nó chất lượng rồi, còn ở đây mình kiếm những cái sản phẩm ok vừa tầm thôi, giá vừa chỉ phải chăng thôi, nhưng mà đủ để chúng ta tập luyện, không phải ức chế. Bởi vì mình là dân tập võ mà mình biết những cái điều đó, mình tập một cái sản phẩm nào đó mà nó rất chi là dở hay là nó như thế này thế kia thì rất là khó chịu trong người, nó không thi triển được kỹ thuật của chúng ta thì rất là khó chịu. Giống như cái găng tay vậy các bạn sử dụng một số cái găng tay mà hồi xưa, không phải là mình nói dởm đồ dởm nha các bạn, những cái găng tay ví dụ như găng tay Everlast hồi xưa đó các bạn, nó là một cái loại mà lúc mới đầu ra của một cái dòng sản phẩm võ thuật đó, một cái dòng sản phẩm boxing thì nó ra cái đó đầu tiên, thì hồi đó nó được ưa chuộng, lúc đó chưa có cái gì thay thế nó nên nó được ưa chuộng và ok. Nhưng mà cho tới thời nay mình cầm lại cái đó mình tập mình sẽ rất là chán, bởi vì nó có những cái sản phẩm khác tốt hơn thay thế nó rồi đó. Chứ mình không có nói nó là hàng dởm hàng nhái, thương hiệu của nó là một thương hiệu nổi tiếng, ví dụ Everlast thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà nó từ trước không lúc trước nó nổi tiếng lúc trước, nhưng bây giờ có những sản phẩm cao cấp hơn, tốt hơn và dễ sử dụng hơn đó, nên mình ưa chuộng hơn. Ok nha các bạn, rồi bây giờ nói không nói dông dài cũng dừng quay lại cái trường côn đi. Nãy giờ mình hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái trường côn mà nó hơi dông dài đúng các bạn, nó hơi qua cái ngoài lề rồi. Đây quay lại cái trường côn, mình cho các bạn xem từng chi tiết nhỏ của trường côn này các bạn. Nó có rất là cái kích thước kích cỡ khác nhau, bởi vì một cây mây mà các bạn,
nó được chặt ra thì không có cái gì gọi là hoàn hảo 100% cả các bạn. Đây ví dụ vẫn còn cái mắt, những cái mắt này quan trọng là nó có được thẳng đều hay là không thôi. Cái hàng mà mình kiếm có được những cái sản phẩm, mình săn những cái sản phẩm mà nó đẹp nhất hay không thôi, chứ còn không có cái loại nào mà hoàn hảo 100%. Các bạn cứ tưởng tượng xem, khi các bạn sinh ra đời thì cũng có cái chỗ này chỗ kia bị không có ai hoàn hảo cả, đúng các bạn. Thì một cái cây mây mà nó mọc từ dưới đi lên, làm sao mà nó thẳng băng cho các bạn theo ý muốn của bạn, giống như các bạn tiện khác được đó. Cho nên các bạn hãy, khi các bạn đã chọn sản phẩm này thì các bạn phải biết được điều đó để không, mình không phải thất vọng đó. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng trong đầu các bạn, ôi sản phẩm nó phải đẹp, nó bóng, nó dài như vậy và nó thẳng như vậy. Khi các bạn nhận hàng rồi thì các bạn sẽ thấy chứ nó không theo ý của mình đó. Lúc đó thì các bạn sẽ vô cùng là thất vọng đó. Cho nên sẵn đây mình nói luôn đó, sản phẩm nó là như vậy đó, nên các bạn phải biết được cái điều đó trước khi các bạn quyết định mua hàng, ok, để mình khỏi phải bị lăn tăn những cái vấn đề đó. Bởi vì nó là một cái cây mây mọc ở dưới đất, mọc ở trong rừng, nó mọc lên thì đương nhiên nó sẽ gặp cái chỗ ánh sáng này, gặp ánh sáng kia, hoặc là gặp những cái trở ngại này trở ngại kia, thì nó phải uốn lượn theo cái đó thôi, chứ đâu có nhất thiết đâu phải lúc nào được mọc thẳng băng lên đó. Và một cái mây nó mọc nó ốm tùy nó, ví dụ chắc dinh dưỡng như này tốt hơn thì nó hơi mập ra xíu, chỗ kia nó hơi teo lại xíu đó, vấn đề đó là rất là được bình thường. Nhưng mà đó, mình quay lại, nhưng mình sẽ tìm kiếm những cái cây nào mà gần giống như đẹp nhất để chia sẻ các bạn đó, chứ không phải là mình nói như vậy là hàng lúc nào nó cũng cứ teo ốm mập ốm hở nha các bạn đó. Mình tương đối thôi, mình sẽ làm cho nó tương đối, mình kiếm những cây tương đối nhất có thể đó, để các bạn cầm nắm rất là êm tay, rất là đẹp và rất là dẻo, rất là sướng. Đây mình sẽ cho các bạn xem chi tiết từng cây một luôn đó. Nhiều quá, nguyên cái lô mấy chục cây luôn, mình không biết làm như thế nào để các bạn xem hết được nữa. Đây đó, giống như cái cây này các bạn, nó hơi cong một xíu phút này nè đó, nhưng mà cái máy mà nó vẫn, nhưng mà nó được nằm trong cái sự cho phép của mình đó, ok. Nè các bạn xem nè, các bạn xem toàn cảnh luôn nè, nó thẳng hay không là các bạn biết thôi đó, ok. Đó rồi, mình bán hàng chia sẻ các bạn nó thật lòng luôn đó, mình không có giấu giếm cái gì hết, cong nó cong, thẳng nó thẳng, đẹp nó đẹp, xấu nó xấu đó. Còn các bạn mua hàng không, chứ mình không có muốn bán hàng theo cái kiểu là bán cho các bạn rồi nhưng mà mình lấy được tiền của các bạn nhưng mà các bạn không thích xài đó, lúc đó mình rất là khó chịu. Mình mới gặp một cái đơn hàng, mình cái chuyện hàng cho khách, một anh ở Nghệ An, anh ta rất là nhiệt tình, mình đã chuyển hàng cho anh. Nhưng mà rất tiếc lúc đó mình chuyển cái hàng bạch lạp, mình chuyển một cái hàng bạch lạp. Cái bản chất của cái bạch lạp khi người ta sản xuất ra đó thì nó mọc sẽ đau to và nó nhỏ dần giống như mùi giáo. Nhưng mà khi mình chuyển mình quên nhắc nhở nói anh khách hàng đó là cái hàng sản phẩm nó như vậy đó, nên khi mà anh nhận hàng thì anh vô cùng thất vọng và complain đó. Và cũng là một cái lỗi của dâm của bên mình, của mình là cái mình không kiểm tra kỹ cái cây hàng ở trên đầu của nó các bạn, nó có một cái chỗ hơi nứt một xíu, mình không có kiểm tra kỹ quá nên mình đã chuyển hai cho anh và anh vô cùng thất vọng và complain. Mình cũng nói với anh là mình sẽ gửi cái mới hoàn toàn về cho anh đó, mình cũng xin lỗi anh bởi vì cái sự cố là nó bị nứt ở trên đó thôi. Còn thực ra cái cây bạch lạc thì nó chỉ vậy thôi, nó đầu to và nó nhỏ dần dần đó, nên anh cứ tưởng tượng là nó thẳng nên mình quên nói điều đó đó. Còn cái chuyện mà nứt thì giờ là do lỗi của mình cũng xin lỗi anh và mình muốn gửi cho anh một cái cây hàng mới đó, mình chịu 100% trách nhiệm, mình gửi hết cái hàng mới cho anh luôn. Nhưng mà cũng rất may là anh thì cũng thấy được cái tâm của mình, tâm bán hàng của mình, nên anh không có lấy cái cây hàng mới của mình. Thì mình cũng cảm ơn anh rất nhiều. Rồi đó là cái câu chuyện mà mình đã gửi hàng cho khách, và đó là cho nên mình cũng nói thẳng cho các bạn vậy đó, hàng của mình cây nào đẹp hay là xấu mình nói thẳng cho cần luôn. Ok rồi, mình nói cũng hơi nhiều rồi, mình là mục đích của mình hôm nay là mình sẽ cho các bạn xem đây, đó là một cái rổ mây, rổ trương con mây để các bạn tham khảo, và các bạn nào có nhu cầu sử dụng nó để tập luyện võ thuật thì các bạn hãy liên hệ mình để mình gửi ship hàng đi. Mình ship hàng toàn quốc luôn các bạn, nhưng là những cái hàng ship hàng toàn quốc này, cái phí ship thì các bạn chỉ có trả cho mình chỉ khoảng tầm 30-35 ngàn nữa, các bạn ở từ xa thôi, còn từ gần thì khoảng 25 ngàn thôi, không sao quá, không đắt quá, ok nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nào
chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký để các bạn có thể xem những cái sản phẩm của mình đang cung cấp cho các bạn nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.